Tình hình sao rồi? Báo cáo, đang cho trinh sát đi đường đi. Bảo là Vĩnh Uyên ngay. Đó. Bộ quê anh ở đây hả? Quê tôi xa lắm. Tôi thuộc vùng này vì đã đi điều nghiên. Chúng tôi đã từng trú ngụ ở hầm Đông Kiều Băng kia đấy. Răng ngoài hầm là Đông Kiều Băng anh? Chúng tôi đã ở đó vào đúng hôm đám tang của một cô gái trẻ có tên gọi Kiều Băng. Đó là chị gái em. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Có việc gì? Trong lúc trinh sát có bắt được một tên dân vệ. Cho hắn vào đây. Cho nó vào. Cởi trói. Dạ, cảm ơn cán bộ. Tên gì? Dạ, Đào Đường. Đào Đường à? Dạ, Đào Văn Đường. Anh có 5 phút để trả lời câu hỏi thật chính xác. Dạ, thưa anh, em xin nói thiệt, em tên là Đào Văn Đường à. Tụi thủy quân lục chiến rời làng An Hòa từ lúc nào? Dạ, thưa quý anh, đúng 7 giờ ngày 28 tháng Chạp ta. Vì sao tụi nó đi? Dạ, nghe nói là vì để khỏi phiên dân trong mấy ngày Tết ạ. Anh làm gì? Dạ thưa, em đã khai hết với mẹ anh rồi ạ. Em là thanh niên bình thường, tham gia dân vệ vì bị ép buộc. Đôi lúc em cũng đi gác, đi tuần ạ. Đêm nay có lệnh cắm trại không? Dạ thưa, dạ có ạ. Bắn bỏ tên này, hắn nói dối. Dạ thưa, đừng bắn em xin khai thiệt ạ. Tảng sang hai bên, lập đội hình, chuẩn bị qua sông. Khẩn trương lên. Nào, nhắm tay lên. Vào. Gói gọn vào. Nút nước nó vào. Khẩn trương lên. Chúng ta sẽ tấn công vào đây và bao vây theo hướng này. Người dẫn đường sẽ là trung sĩ Đào Đường. Đang cắm trại, tại sao hắn lại ở nhà? Hắn đã đút tiền cho tên lính gác để về nhà với vợ. Hẹn 5 giờ sáng, trở lại đồn. Sao ta không dùng hắn để đánh vào đồn An Hòa? Đánh đồn An Hòa là việc của đại đội 1. Bây giờ là 1 giờ 43 phút. Còn 47 phút nữa để tổ chức chiến đấu. Chỉnh lại đồng hồ cho khớp đi. Thôi, ta về cho đơn vị xuất kích. Tôi sẽ đi với đại đội 1. Dạ. Anh Song sẽ đi cùng với đại đội 2. Dạ. Xuất kích. Sao? Cậu còn điều gì chưa tỏ à? Tôi đồng ý. Việc dùng tù binh dẫn đường nhưng sợ không kịp thời gian hiệp đồng. Chúng ta còn phải hành quân vượt qua Hân Sơ ạ. Tính toán như cậu là không ổn rồi. Bây giờ mà còn để tù binh dẫn vòng vèo thì sao kịp? Thủ trưởng đã có cái khác ạ. Có thể mũi của Hóa bị lộ rồi. Pháo hiệu thế này là có vấn đề đấy. Cần phải cảnh giác với nó. Tất cả tập hợp chuẩn bị vượt sông. Đi. Chúng ta sẽ vượt sông từng tốp một. Tốp một tiến lên.
ba là trung đoàn trưởng đánh vào cánh Bắc sông Hương. Chỉ nay mai ba sẽ vô Huế mà. Mười bốn năm nay anh mới gặp lại em. Thằng Chiến con mình nó ra sao rồi? Nó ăn Tết bên nhà con Hồng Yến. Chà, mới ngày nào bây giờ đã có bạn gái rồi. Nó là con cả nhà ai vậy ba? Ba nó là đại tá tiếp vận của Nguy Quyền. Sao? Sao? Mình giận em à? Em đã hứa với tôi lúc chia tay là sẽ nuôi dạy hai con nên người để chờ tôi về. Thế mà giờ đây thằng Chiến theo giặc để bắn lại tôi sao? Má, má ơi. Chiến ơi, sao vậy con? Nào, chúc mừng. Chúc mừng sức khỏe. Chúc mừng sức khỏe. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp đón một cái Tết không có tiếng súng. Tới giờ phút này tôi xin khẳng định với chuẩn tướng, cả thành phố Huế không có một bóng Việt Cộng nào. Việt Cộng cũng là người, cũng phải ăn Tết chứ. Đã có thỏa thuận ngừng bắn, không lẽ... Đừng chủ quan, bên thư đã nói quân sự tha hồ nói dối sao? Thưa chuẩn tướng, có điện thoại. Alo, chuẩn tướng Ngô Quang xin nghe. Sao? Thật vậy sao? Tướng lãm thông báo, đêm hôm qua, Việt Cộng đã nổ súng tấn công Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng. Tướng lãm yêu cầu chúng ta phải đề phòng Huế. Lúc nào ông chẳng lên cọt đụng giờ như vậy? Dù sao chúng ta cũng phải thận trọng hơn. Tôi nghĩ không cần phải lo, cứ thay phiên nhau mà trực chiến, vậy là xong. Cứ việc chờ ở đây, tôi sẽ quay lại đây sau một tiếng nữa. Tôi phải băng ông lại, để ra vẻ bị thương. Này, nhớ là đừng có phản lại chúng tôi đấy nhá. Dạ thưa anh, cha tôi cũng tập kể ra Bắc. Vì sống trong lòng đi, tôi buộc phải cầm súng, chứ giết một ai. Thế thì tốt.
anh cứ lập công chuộc tội. Các anh cứ đợi tôi đánh lạc hướng chúng, rồi hãy tiếp cận mục tiêu. Đừng xuất kích vội, dễ vướng mình bọn chúng. Ai đó, đứng lại. Tôi, trung sĩ đào đường đây. Công, Lý. Mày đi chơi gái về hả? Tôi là trung sĩ đào đường đây. Có lời kêu gọi, các anh em hãy bỏ súng đầu hàng quân cách mạng đi. Tính mạng các anh em sẽ được an toàn. Các bạn sẽ được chính quyền cách mạng khoan hồng. Các bạn hãy đầu hàng đi, còn chần chờ gì nữa. Ngoan ơi! Ngoan ơi! Ngoan! Ngoan ơi! Ngoan! Ngoan! Đừng bắn! Đừng bắn! Đừng bắn! Bỏ xuống xuống! Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Bỏ xuống! Ai cho cậu bắn ẩu vậy? Anh nhìn xuống dưới kia xem! Máu bao nhiêu người đã đổ ra! Nguyên tắc của ta là không được bắn chết tù binh khi họ đã đầu hàng! Anh có biết nó giết bao nhiêu mạng người không? Cậu sẽ bị thi hành kỷ luật!
Hy sinh rồi à? Được, được. Cảnh Nam Trọng, có chuyện gì phải không anh? Hải Thanh, cậu chính trị viên người Huế đã hy sinh. Nhiệm vụ của cánh Nam là nổi dậy. Mất Hải Thanh, Nam Trọng có vẻ bối rối. Cậu ấy được huấn luyện để làm công tác chính trị ở địa phương. Thế không ai thay thế à? Đã có phương án dự phòng, nhưng không biết sao, Nam Trọng lại gọi điện về, báo cáo về cái chết của một chính trị viên. Theo anh, đó là sự cầu cứu. Từ giờ phút này, dân sẽ nhìn qua khe cửa để xem xét từng hành động, lời ăn tiếng nói của quân giải phóng như thế nào. Nếu thấy chúng ta đối xử rất tốt, thì họ sẽ mở cửa đón tiếp chúng ta. Nếu không, sẽ đóng cửa mãi mãi. Đó là một tính cách riêng của người Huế, anh Bảy ạ. À. Nói như vậy, nghĩa là anh đã nghĩ ra cách để giúp Nam Trọng à? Chẳng có gì qua mắt được anh Bảy. Đây là cuộc tiến công và nổi dậy. Nếu thiếu một trong hai vế đó, thì không thể làm nên chiến dịch mậu thân. Anh còn nhớ thằng Dũng ở biệt đồng không? Thằng nhỏ thế nào? Thằng nhỏ thông minh, thích nghi khá nhanh. Ừ. Đặc biệt là dòng nó có sức thuyết phục ghê gớm. Thế à, nó đang ở cánh nào? Nhiệm vụ của Dũng là phối hợp với tư vệ địa phương để mở cổng thành cho quân tiến vào cửa chắn Tây. À, có lẽ giờ này Tư Thiên đang vào mát trên mặt thành á. Điều cậu Dũng sang cánh Nam, bảo Đặng Thà hỏi ý Tư Thiên xem thế nào. Rõ. Lại đây, cho liên lạc dần trung đồng bộ về đây, nội mạng cho tôi về anh Đặng Thà. Rõ. Ở đây có nhà dân nào không cháu? Dạ thưa chú, đây là nhà của thím họ cháu, nhà thím cháu có thể ở được ạ.
Rửa cháu vào hỏi thử xem. Dạ. Thiệm ơi, mở cửa ra. Thiệm ơi. Ai đó? Thiệm ơi, con là Mơ đây. Mơ đó hả con? Dạ. Vừa rồi sụng đàn nộ như rửa, có phải đạo chỉnh không con? Không có đạo chỉnh chỉ mô thiệm mà, là bộ đội của mình vào giải phóng Huế. Đêm nay, họ vào đông lắm, mà họ muốn ở lại nhà mình, có được không thiệm? Ừ, con mời họ vô đi. Dạ. Răng nội con đi Sài Gòn để học máy. Dạ không, con lên xanh thiểm mà. Đi theo bộ đội à? Dạ. Hèn chi, thầy nhánh nhàng ghê hỉ. Thiểm ơi, chủ Ni muốn ở lại nhà mình, có được không thiểm? Tạm thời cứ rửa lại. Xin gia đình giúp đỡ, chúng tôi cần phải ở lại đây để tiếp tục đánh giặc. Nếu bà có không phiền, chúng tôi muốn đào công sự quanh đây, có được không hả? Ủa, ở nhà mình không có đàn ông răng thiểm? Chà, nói dẫu gì chủ, ông nhà tôi nghe tiếng bom đàn là sợ lắm, cho nên đang trộn giữ gầm giường á. Thôi ông ơi, ra đây, có mấy chủ bộ đội về đến đây. Chào mấy chú bộ đội. Ôi, không phải bầm bạo rửa mô. Tụi tôi cũng là dân Huế cả thôi. Tụi tôi về giải phóng cho quê hương mình mà. Báo cáo thủ trưởng, ca một đã vào hết qua cửa hũ. Tiếp tục bắt liên lạc với ca hai, ca ba. Theo dõi mang cả cột cờ, đài nồi và cửa đông ba thường tử. Dạ. Tất cả ra chuẩn bị công sự đi. Dạ. Thôi, tôi xin phép chủ thiểm nha. Mấy chú đã quá vất vả. Thôi, năm hết Tết đến, ở lại dùng cơm với chúng tôi. Thôi, xin phép chủ thiểm. À, này, đã đến đây là phải ăn. Ngồi. Đúng rồi. Ngồi đi chú. Nào, mời chú. Đây, rượu đây. Mời chú. Cảm ơn. Nào, mời chú ăn ly. Năm mới, xin chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Tôi cũng kính chúc chú an khang thịnh vượng, sức khỏe, chiến đấu cho giỏi. Má ơi, mà đào chảnh hay việc công rửa? Thôi con đi mà nghe. Trời ơi con, súng đang nổ âm âm rửa mà con. Kỷ luật của quân lực Việt Nam Cộng Hòa quy định là nếu mà sĩ quan binh sĩ nào đang nghỉ phép hay đang thi hành công vụ, nếu mà nghe tiếng súng nổ đụng độ về nhau thì phải trình diện nghe sở chỉ huy gần nhất. Bây giờ có phải vô má cả không? Đi mô cả chưa, con ra ngoài đường là người ta bắn chết. Nhưng mà súng mua mặc kệ người ta. Chị Mai dặn là con cứ ở nhà chơi nó. Chị Mai về rồi hả má? Vậy là Việt Cộng đã về thành phố. Nó về đêm qua. Nói sẽ dẫn con đi trình diện cách mạng. Con có phải là con nịt đó mà dần đi? Không trình diện thì có sao? Trình diện cách mạng thì có chi mà sợ hả con? Mình còn trọt đi học sĩ quan thì cứ khái thiệt. Con là con trai của Bá Tư Thiên thì người ta cũng phải nể chứ. Con đã nói về má nhiều lần rồi. Cho dù ông già còn là ông trời đi chăng nữa thì con vẫn là con. Việc con làm con chịu, chẳng phải núp bóng ai cả. Con đi đây. Chiến. Thưa đại tá, tôi được lệnh đến đưa đại tá ra sân bay. Đi mau. Yến ơi, mau lên đi con. Ba, sao lại trốn hả ba?
Cái này không phải là trốn, mà bà đang làm nhiệm vụ của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ba muốn con đi về ba, đi đến nơi an toàn cho con. Mau lên con. Ba đang được nghỉ phép. Và lại, ba là sĩ quan hậu cần. Còn con phải đợi anh Chiến. Con đừng ngăn cản nhiệm vụ của ba, đi. Không, ba ơi, con xin ba, con phải đợi anh Chiến. Con điên rồi, bây giờ nó không có tới tìm con đâu. Nó đang đi tìm cái thằng Tư Thiên, cha nó kia. Không, nếu anh ấy không tới, sáng mai con sẽ đi tìm anh ấy. Chúng con sẽ đi đến một nơi không có phé nào hết, dù cho ba có đồng ý hay không. Trung ủy, ra ngoài đợi tôi. Dạ. Hồng Yến à, con làm ba thất vọng quá. Khi ba biểu con tiếp cận với thằng nhỏ đó, ba dặn con ra răng. Với Chiến, con thừa nhận mình đã thất bại. Nhưng mà ba, chúng con yêu nhau thật lòng mà ba. Đó, chỉ là thử tình cảm nhất thôi. Rồi đây con sẽ phải ân hận đó. Chiến đã cho con thấy, mọi việc con đang làm theo ba đều vô nghĩa. Con cố gắng thuyết phục anh ấy vô trường võ bị, anh ấy cũng đã nghe theo. Con muốn anh ấy sau khi ra trường sẽ phục vụ quân đội quốc gia. Anh ấy cũng nghe theo con. Và con muốn... Nhưng cái điều quan trọng nhất mà ba muốn á, là nó phải đi ngược lại cái lý tưởng mà thằng cha nó đang theo đuổi kia kìa. Nhưng nó lại không nghe theo ba. Vì chúng ta đã lầm. Anh ấy nghe theo không phải vì anh ấy không biết gì hết, mà vì anh ấy yêu con. Cái thứ tình yêu bò xít. Ba lại lầm nữa rồi. Đó là thứ tình yêu cao thượng, chẳng thử phé phải nào làm ảnh hưởng đến anh ấy hết. Đó là sự thẳng thắn, dũng cảm và trung hậu. Không có ai có được tính cách đó ngoài ông Lê Kháng, với cái bí danh là Tư Thiên, mà ba và những người của phe ba đều tức giận mỗi khi nhắc tới. Anh ấy là con trai của Tư Thiên. Con điên rồi, con điên thật rồi. Chuyện này ba sẽ nói với con sau. Ba, rồi đến lúc ba sẽ hiểu con. Thưa đại tá, Việt Công đã đến rồi. Đến rồi à? Theo ba. Chúng tôi là quân giải phóng, về giải phóng cho Huế. Tất cả những người nào ở trong nhà không được manh động, không cần phải trốn tránh. Chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi là quân giải phóng. Chúng tôi biết hiện giờ ông Hồ Đắc Sinh đang ở trong nhà, chịu theo chính sách nhân đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Chúng tôi yêu cầu ông Hồ Đắc Sinh hãy ra đầu thú ngay để hưởng chính sách nhân đạo của mặt trận. Tao thà chết cũng không ra đầu thú. Tụi bay còn ngon thì vô đây đi. Hồ Đắc Sinh, ông đã bị bắt. Đưa ông ta đi. Đứng lên, mau lên. Ba. Ba. Không, đừng bắt ba tôi. Ba. Thả tôi ra. Ba. Ba. Thank you.
Đây là những điểm đặt mìn. Chúng ta chỉ có nửa tiếng để cắt tất cả các dây mìn đặt ở đầu các trại phòng giam. Liệu có an toàn không em? Chúng ta cứ phá ngục, vượt qua khỏi cửa nhà lao. Bộ đội sẽ bảo vệ chúng ta, bảo đảm đưa chúng ta về cửa an toàn. Em phải hết sức cẩn thận mới được. Mình đừng lo, kế hoạch giải phóng nhà lao cấp trên vạch ra rất chu đáo. Em sẽ cố gắng thận trọng để gia đình mình được sum họp. Anh chờ mong ngày này đã lâu rồi. Không biết các con của chúng mình giờ này ra sao. Em sẽ đợi mình bên ngoài cánh cửa nhà tù. Nhất định anh sẽ về. Có ai theo dõi anh không? Chắc chắn là không. Nhưng sắp tới giờ tụi nó đi tuần đấy. Chị đi ra đi. Cảm ơn anh. Em cẩn thận nhé. Dạ. Quân lý Phú Lộc cắt đường giao thông từ Đà Nẵng ra, bắn thiệt hại sân bay Phú Bài. Ở Huế hầu hết các điểm đã được san bằng, chỉ còn nhà lao Thừa Phủ trong tay các anh. Nhà lao Thừa Phủ không thể so được với khách sạn Hương Giang, với sân bay Phú Lộc, Phú Bài. Hỏa lực của chúng tôi thừa sức bắn và san bằng nhà lao này, nhưng chúng tôi đã nghĩ tới mạng sống của anh em binh lính, tù nhân. Mặt trận sẵn sàng mở lường khoan hồng với bất cứ ai. Dù đã có tội, nay hội cải trở về lẽ phải, trở về với dân tộc. Hỡi anh em binh lính, chúng tôi kêu gọi anh em hãy buông súng đầu hàng. Chúng tôi sẽ sẵn sàng khoan hồng, nếu không quân giải phóng sẽ tấn công. Anh em sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hỡi anh em binh lính, một lần nữa chúng tôi kêu gọi anh em hãy buông súng đầu hàng, nếu không quân giải phóng sẽ tấn công. Anh em sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
cố gắng đi các đồng chí. Để tôi làm. Cố gắng lấy cả đồng chí. À, báo cáo trung đoàn trưởng, tôi là Dũng, lính trinh sát quân khu phối hợp với tư vệ mở cổng thành. Giỏi lắm, viết gọn cả chứ. Báo cáo thủ trưởng gọn. Thưa cậu, con là Thực đây. Xin chào thủ trưởng. Thực à? Con gì ai đấy hả? Dạ. Thưa cậu, con là Hoàng. Hoàng, Mi là con ai? Dạ, con Út dì Bày, ngoài thị xã Quảng Trị. Dường nhớ đã rồi. Dạ. Dạ, mợ Đào con, được tin cậu về, chắc mừng lắm. Để con về bên gia hội tin cho mợ hay. Báo cáo, đã mở xong cửa hữu, K1 đang tiến công Tây Lộc. Tốt. Thôi, dường đi nghe. Dạ, vâng ạ. Đi. Ma ơi. Mai. Nè chị Mai, việc công có vô nhà mình không chị? Em cứ yên tâm nằm ngủ đi. Có chị đây rồi. Mà em chị ở mô? Nó bỏ đi rồi. Răng đi lúc ní. Nó đòi vô trình diện ở Măng Cá. Trời, Măng Cá đang đánh dữ lắm. Mi về rồi, để mà đi tìm nó. Không không, mà để con. Không được, Mi đi cũng nguy hiểm. Con là chiến sĩ giải phóng, đang chiến đấu trong thành phố Huế. Con sợ chi mô? Cứ qua nhà có Hồng Yến trước quay sao? Biết đâu. Cách chi, con cũng tìm được thằng Chiến về cho mà. Mà cứ vô nghỉ trước đi. Nghỉ mô được mà nghỉ. Lòng già mà cứ như lửa đốt. Mà ngồi đây, chờ hai đợt bay về cũng được mà. Rồi, mà phải khép cửa cẩn thận nghe. Khi mô nghe tiếng người quen thì mới mở cửa. Nghe mà. Con đi nghe.